Bên tay phải trọng tài là Đô Phạm Thị Hoa, bên tay trái trọng tài là Đô Nguyễn Thị Thảo. Hai đô chuẩn bị xe đạp. Hai đô theo hiệu lệnh chống xe đài. Xe đài là một môn bắt buộc của giải vật dân tộc. Xe đài là một động tác khởi động để toàn thân các vận động viên được mềm dẻo. Và xe đài nó theo nhiều phong cách của tất cả các địa phương trong các miền này đất nước, của đất nước. Hai đô chuẩn bị. Thân thể đã ra ngoài sới, mời hai đô vào giữa sới thi đấu ở tư thế đứng. Hai đô tiếp tục. Ban tổ chức chúng tôi, hai đô vật thi đấu, thắng là phải thắng hẳn, lỗi là lỗi hẳn, ngửa là ngửa hẳn, như vậy mới có kết quả chính thức. Một bộ phận đã ra ngoài khỏi sới. Mời hai đô tiếp tục. Xin mời quý vị một tràng pháo tay à. Cố lên. Thôi, mời hai đô vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục.
cho một tràng vỗ tay ạ. Hai đội tích cực thi đấu. Ba đội. Kỹ thuật điêu luyện, Đô Đỏ đã giành chiến thắng. Hai đô ra giữa sới để công bố kết quả. Vào 1 phút 30 giây, Đô Đỏ đã giành chiến thắng. Vâng, kính thưa toàn thể đông hội, ban tổ chức chúng tôi thật vui mừng. Hiện nay giải nhất của chúng tôi là giải nhất nam của chúng tôi là